Rồi, hello anh em ha. Thì hôm nay mình giao lưu anh em một cái phôi, cái phôi nha anh em, phôi quái này, phôi có cái quanh góc quái này anh em, nó khoanh lại một dòng như cái con rắn hay con gì này anh em, những ốc tròn này, đó. Cuộn ngỡ nhăn cuộn rất là quái. Giao lưu phôi nha anh em, cái này nói chung là mình đang nuôi phôi. Cũng chưa cắt ghép gì hết, anh em nào có sở hữu, có sở thích giao lưu những cây quái như thế này thì cứ liên hệ mình ha. Tí nữa mình dọn mấy cái tuột ra rồi mình đo và mình báo giá luôn nha anh em. Anh em chờ mình chút ha. Rồi, sau khi mình dọn tàn xong này anh em, cây mai nó như thế này nha anh em. Cái mình giao lưu phôi thôi, giao lưu phôi cắt gọn cho nó dở vận chuyển ship rồi cho nó nhẹ nhàng nha anh em. Cây này cái hoành thân mình đo từ dưới cái tay mục này là tầm 10.5 nha anh em, hoành thân là tầm 10.5 và cái hoành đế nha anh em, bây giờ mình đo đế. Ở đây anh em, cái phần đế dưới này là khoảng chừng 29 này, phần chân rỡ này khoảng 28-29 nha anh em. Rồi mình sẽ đo cái khối tròn lò xo này cho anh em xem ha. Rồi đây anh em, cái cục mà người ta quấn phôi á, quấn chỗ này là 40 này nè, quấn là xo này, cái khối này là 40, hoành thân là 10, khối tròn này là 40, hoành đế là 28-29. Cây thì chiều cao cây thì 60 cm từ gốc lên đỉnh đọt, từ gốc lên đỉnh đọt đây. Cây khỏe mạnh nha anh em, không có lao, không có lép gì hết. Cây thì nước da rất là khỏe mạnh này, mấy cái vết mình mới cắt vô này đây nha anh em, nó hơi rong chút tại vườn mình nó hơi kín gió, nó không có thoáng, cây hơi rong chút. Đấy, anh em nào có thích thì giao lưu cái cây quái này, cây nuôi rất là tương lai nha anh em. Cây này nuôi mà lớn lên nó tạo thành một khối, nhìn nó quái cây lắm. Cây này mình cũng đang nuôi phôi thôi, anh em nào có thích thì mình dọn lại nha anh em. Cây này mình nếu mà thị trường mà cái cây không có phanh góc như thế này á, cái góc mà thường như thế này anh em, thường như thế này á thì tầm 500.000, 500-600.000 nha anh em. Này góc thường này 500-600, rất là thường. Còn cái góc này nó quái á, mặc dù nó còn tơ cây nha anh em nhưng mà nó quái, thì mình giao lưu anh em giá một cu mốt, giá một cu mốt nha anh em. Cái này mình cũng sưu tầm về thôi. Đấy, giao lưu lại anh em giá một cu mốt. Anh em nào hợp nhãn thì cứ liên hệ mình. Cái này ghép vô cũng đẹp, tây tàng người ta làm rất là kỹ rồi nè anh em. Không có lao hết nha anh em. Tây 1 này. Bên kia tây 2. Lên này tây 3, tây 4, tây 5, tây 6 và ngọn.
rất là vót cây. Thì tình hình thì anh em thấy rồi, cây như thế nào thì mọi người cũng biết rồi nha anh em, rất là quái cây nha anh em. Có thể mua về đưa cái này làm thác đổ này, cần đổ đây làm dựng ngọn cũng được. Nói chung là anh em thích kiểu nào thì có thể treo lưu cũng được nha anh em, thích kiểu nào thì cứ về mình chế tác thêm. Một cái cây rất là quái, có cái đường phanh gốc rất là nghịch này, là khó có này, khó gặp này. Rồi anh em là thích cái sản phẩm phôi này thì cứ liên hệ mình, Zalo của mình là 0987096755. Mình báo giá lại là cây cao 60, hoành thân 10, hoành đế 28 và cái cục tròn này là 40. Giá là 1 củ mốc nha anh em. Anh em nào hợp nhãn thì cứ liên hệ mình. Rồi chào anh em.